à, kính mong quý vị và để tiếp tục thể anh điệp sẽ trình bày với chúng tôi ở phần sau tức là thêm những điều gì anh điệp biết về tình hình chính trị nội bộ của cộng sản việt nam kính anh và dạ, kính thưa anh à, thưa anh có một vài luồng dư luận cho rằng là qua cái đại hội 8 như anh vừa trình bày thì nó cũng nổi lên một cái có một cái sự tranh chấp nội bộ mà lần nay thì chúng ta thấy nó hơi trái khoái là bởi Thưa anh Như anh thấy những cái người mà có công trong cái việc mà mời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đi đến Việt Nam Thì được cắt cất nhắc và đề bạc lên những chức vụ cao cấp Và còn hứa hẹn là những cái tương lai sáng rạng Thì trong cái việc này thì chúng ta thấy rằng như là những lần trước anh em mình có nói là Tứ trụ thì trong đó có ba vị được tiếp đón Và ông tổng thống Joe Biden coi như có đến văn phòng của các cái vị này để mà thảo luận một vài vấn đề tuy nhiên trong đó có chủ tịch quốc hội là Vương Đình Huệ thì trên đường tổng thống Joe Biden đi về thì có gặp ông này nhưng mà gặp ở ngoài lề chứ không có đi vào trụ sở và chính vì cái việc này mà dư luận đồn đoán rằng là ông Vương Đình Quệ ông có vẻ ông không có hài lòng và ông cho rằng Minh là một cái người có thể nói là trong tứ trụ nhưng mà kỳ này bị gạt ra ngoài và vì thế cho nên trong chương trình tới đây theo dự trù là ông Vương Đình Huệ sẽ đi sang thăm bên Đức tuy nhiên vì rằng là chính phủ Đức không có tiếp đãi ông theo cái kiểu là một trong những cái vị quốc khách quan trọng của nước Việt Nam và tiếp đón theo cái gọi là những cái lễ ghi mà có mang tính cách như là một trong những người thượng khách theo cái cách đón tiếp là dành cho một cái người chủ tịch quốc hội, một cái chủ tịch nước. Vì vậy cho nên những tin tức gần đây cho biết rằng ông Dương Đình Huệ đã từ chối cái việc đi sang Đức lần này và người ta cho rằng là đây là một cái cơ hội mà có thể nói là Việt Nam hàn gắn lại những cái vết Đức mà do cái việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức từ năm 1917 nhưng mà đây là một cái cơ hội bị bỏ dở mà trong cái nền ngoại giao của Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là họ đặt cái cá nhân lên cao hơn cái lợi ích của đất nước và tiếp đó thưa anh ở trên thế giới lại nó lại nổ ra một cái cuộc chiến tranh giữa hamas là ở bên giải gaza của palestine và israel và trong cái việc mà cuộc chiến tranh này thì ở bên nước israel bây giờ hiện tại có mấy trăm người việt nam và những dư luận gần đây cho thấy rằng là chính phủ việt nam có vẻ gần như là bỏ mặt những người việt nam ở đây và thông báo mới nhất là tòa lãnh sự hay là tòa bộ, bộ ngoại giao của Việt Nam đã thông báo cho những người Việt Nam ở bên Israel biết rằng là những người này phải sắp xếp mà gần như là tự sắp xếp để rời khỏi xứ này để trở về Việt Nam hay là đi đâu đó đi di tản đi đâu đó chứ phải tự mà lo liệu chứ nghĩa là Bộ ngoại giao là tòa đại sứ là lãnh sự của Việt Nam ở Israel không có một cái phương tiện gì để mà giúp đỡ họ cả. Nhưng mà hở ra khi mà các vị cao cấp như là thủ tướng, ông bộ trưởng này, bộ trưởng kia có đi qua nước ngoài thì lúc nào cũng nói rằng là chính phủ Việt Nam sẽ dùng cái quyền bảo hộ lãnh sự đối với là công dân của mình ở cái nước sở tại để có gì là can thiệp giúp đỡ, nhất là giúp đỡ cho cái kiều bào cho cái người Việt Nam mà người gọi gọi là Việt Kiều đó những người những mà, mà Tị Năng Cộng Sản, Dạ Tị Năng Cộng Sản đó giúp <laughs> anh em đỡ, mình đây Dạ Sẵn Sàng giúp đỡ những người Việt Nam mà nếu có các vấn đề về pháp lý, có vấn đề về à, tố tụng, có những cái vấn đề về tranh chấp đối với lại chính quyền sở tại trong lúc những người gọi là Việt Kiều đấy, những người Việt Nam đấy là họ có quốc tịch của, thí dụ ở Hoa Kỳ có quốc tịch Hoa Kỳ ở Pháp mà, có quốc, mà quốc họ tịch không Pháp không chấp nhận Cộng Sản không quá đấy. Dạ nhưng mà các ông này là cố tình danh dịch để mà can thiệp cho bằng được ai cần yeah. và vì rằng là người ta lại dùng chơi chữ rằng là chính phủ Việt Nam sợ cái tiếng là chuyến bay giải cứu mà nó đưa đến cái chuyện là một số các cái quan chức cao cấp của bộ ngoại giao à, của bộ công an của nhiều nơi đó phải đi tù và thứ anh trong cái việc này đó thì Lâu nay mình không có nghe, nghe nhắc Nhưng mà sẵn trên cái diễn đàn này Tôi xin nói một vấn đề Là anh nhớ rằng trong cái khi mà đại nạn Dịch Covid-19 Nó xảy ra đó Ngoài cái chuyện mà chuyến bay giải cứu Thì ở Việt Nam còn có một chuyến bay Chuyến bay đó gọi là Chuyến bay để đi chích Chủng ngừa Covid Và người ta thu một số tiền rất cao Để đưa những người Việt Nam Từ ở Việt Nam đi qua Hoa Kỳ Để chích Ngừa Covid xong rồi trở về trở lại Thì cái số tiền mỗi một chuyến bay như vậy cả 10.000 đô la Và ai nhúng tay trong cái việc này Ai tham gia trong cái việc mà Lấy tiền của những người nhà giàu Và có tiền mua vé máy bay đi qua bên Hoa Kỳ Để chích ngừa sống Rồi trở về Việt Nam Đây là một cái chuyện mà tôi chưa thấy Báo chí hoặc là chính phủ Việt Nam đưa ra thì hôm nay nhân đây tôi xin nhắc à kế đấy là có những cái vấn đề trầm trọng mà trước giờ chúng ta chưa nghe hoặc là nghe nhưng mà nó, nó không có trầm trọng như lần này thứ anh lần này thì quốc tế đã tố cáo việt nam đã dùng các cái phần mềm gián điệp để mà theo dõi các cái à, kể cả các dân biểu nghị sĩ của hoa kỳ à, các cái à, cánh khách của cộng đồng kinh tế âu châu à, của âu châu và của một vài các giới chức cao cấp trong cái việc nhân cái chuyến đi của tổng thống Biden sang Việt Nam thì người ta muốn thu thập các tin tức cho nên người ta không có ngại ngùng gì bỏ một số tiền lớn để mua các cái phần mềm mà do thám và cái việc này bây giờ người ta đặt lên thành một cái vấn đề và người ta bảo rằng là đây rằng là cái chuyện này theo cái luật pháp quốc tế thì đây là một cái chuyện không có thể chấp nhận được nhưng mà chính phủ việt nam đã ngó lơ chính phủ việt nam đã vì cái lợi ích của mình mà chi một số tiền để làm một vấn đề lộ liễu và người ta cũng nói rằng cái việc mà nước này do thám nước kia nước kia do thám nước nọ là cái chuyện đó là cái chuyện bình thường của cái gọi là cái đời sống mà về à, kinh thám mật vụ hay là gián điệp với nhau thì cái đó là rõ ràng là nó có nhưng mà nó không có có mà trắng trợn à, tồi tệ như chính phủ Việt Nam mới vừa làm vì vậy cho nên đây là một vấn đề mà họ đang đặt ra kế đấy là thứ anh bây giờ nó nó, nó sắp có một cái chuyện là nó sẽ có cái cuộc là xem xét lại cái vấn đề mà gọi là à, các cái vi phạm của Việt Nam về vấn đề nhân quyền thì sắp đến đây nó có cái cuộc cái làm à, cứu xét định kỳ mà phổ quát về vấn đề này thì các cái tổ chức quốc tế người ta đã cho thấy rằng là Việt Nam từ trước tới giờ là sau khi ký kết văn kiện trong lúc thảo luận và kể cả là trước đó thì Việt Nam đã không có tôn trọng một chút nào về những cái cái sự kiện mà họ đã ký kết họ sắp ký kết vì vậy cho nên trong cái việc mà vi phạm về nhân quyền trầm trọng này thì tới đây Việt Nam sẽ phải trả lời trước quốc tế về các cái vấn đề mà nhất hạn là người ta thấy càng ngày cái số người mà bị chính quyền Cộng sản Việt Nam họ bắt và họ cho rằng là vi phạm các cái điều 117, 331 hay là các cái điều luật khác của bộ luật hình sự làm những cái chuyện mà chính phủ Việt Nam đã lợi dụng và đưa ra các đạo luật có tính cách mơ hồ không có chấp nhận được để mà hành xử đối với lại những người dân có thể nói là à, những cái tu nhân lương tâm mà sau khi những người dân này có ý kiến thì lại bị bắt mà mới gần đây là ông chủ tịch nước đã kêu gọi người dân phải góp ý và người ta cho rằng đây là một cái 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 môi để mà khi anh góp ý là người ta dựa vào những cái ý kiến của anh là người ta lại bắt anh tiếp cho nên đối với chính phủ việt nam có thể nói là người dân họ lúc nào họ cũng nôm nốp và không có thể mà công khai bày tỏ những cái lập trường những ý kiến những cái chánh kiến của mình trong cái việc mà cai trị trong cái việc mà điều hành quốc gia dân tộc thì với cái chế độ công an trị của việt nam thì đất nước việt nam càng ngày càng tục hậu về vấn đề nhân quyền thưa anh à, chương trình của chúng ta đến đây đã hết giờ và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình kỳ sau kính mong quý vị tiếp tục ủng hộ anh em chúng tôi trân trọng kính chào